Rồi, xin chào các bác nhá. Các bác đã quay trở lại kênh của em. Nó thì hàng bây giờ đang rất khó khăn, nó không có hàng về. Đó, em cũng đã đợi rất là lâu rồi không hàng về. Thì giờ em tranh thủ cái lúc mà hàng không có và hàng về ấy, em thanh lý số những cái món hàng đó. Có thể có những bác cần đến nó, chẳng hạn như bác vừa chế cháo hoặc phải chơi chẳng hạn. Thì trước mắt đây là một cái cục công suất, cục này là của thằng Panasonic đấy. Cục này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Đây. Cục này nó chả biết là nó hư hay không hư, chả lên liền nhất gì rồi. Mà cầu chì bên trong còn nguyên si, ba cầu chì còn nguyên si. Cục màn hình cái mặt trước của nó thì ba check chỉnh riêng, ba lát riêng. Đó. Và chỉ có nút power thôi, chả có gì cả. Này. Đó. Đấy, nó rất ngắn thôi, nó khoảng dài khoảng 20 cm, rất ngắn. Thì đây là cái bộ tản nhiệt, nó xài một con sò vuông vuông to to. Đây là cục nguồn của nó. Đây là đằng sau. Công suất nó 63W, nhưng mà nó có cổng kết nối như thế này. Cổng này thì giờ chịu rồi. Đó, có hai cổng ra loa 6 ohm. Nó thì cổng này bác phải chế thôi. Đây, còn bên trong này. Đó. Bên trong này. Đẹp tuyệt vời nhá, mà không biết sao không thấy điện biết kìa, chả có đổ gì, đồ gì để thử cả. Đó, đây là cái vỏ của nó này. Mặt mũi thì sáng tinh luôn, phay nhôm. Đó, cục dạng rồng kiểu như cao cấp rồi. Một núm vặn nhất rất là nhỏ gọn. Đó. À, chả biết sao không thấy chạy cầu chì. Đây mấy cầu, mấy con cầu chì, ba con đây, hai con với một con bên kia. Đấy, có thấy không? Cầu chì vẫn nguyên si, không có nào bị đứt luôn. Sao không thấy điện điếc kìa, mới phải do cái ổ cắm này nó dày nó bị đứt không, em cũng chưa thử. Bây giờ em bán cho các bác không? À, 250 bác nhá, mua về chế cháo. Đó. Xin chào các bác nhá, chào lại các bác.